Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với lớp học lịch sử của Kiến Guru. Thầy là Tuấn Anh. Các em đều biết rằng là sau khi Liên Xô và Đông Âu tan rã thì trật tự hai cực yên ta không còn tồn tại nữa. Và thế giới của chúng ta bước vào một thời kỳ mới mà chúng ta gọi là thời kỳ sau chiến tranh lạnh. Sau chiến tranh lạnh thì trên thế giới xuất hiện nhiều hiện tượng, nhiều xu thế mới. Vậy những xu thế này là gì? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay các em nhé. Xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 4 xu thế phát triển của thế giới ngày nay. Một là sau chiến tranh lạnh, hầu hết các nước đều điều chỉnh chiến lược lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm. Và phát triển kinh tế trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế giữa các nước. Ngày nay, sức mạnh của mỗi quốc gia dựa trên một nền sản xuất phồn vinh, một nền tài chính vững chắc, một nền khoa học công nghệ với kỹ thuật cao và một nền quốc phòng với lực lượng quốc phòng vững mạnh. Đặc điểm thứ hai của tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh đó chính là các nước đều điều chỉnh mối quan hệ theo chiều hướng là đối thoại, thỏa hiệp và tránh xung đột trực tiếp nhằm tạo một môi trường hòa bình thuận lợi để các nước đều vươn lên, xác lập vị thế của mình trên trường quốc tế. Mối quan hệ giữa các nước ngày nay mang tính đối lập với nhau, nổi bật là mâu thuẫn và hài hòa, cạnh tranh và hợp tác, tiếp xúc và kiềm chế. Ba là, tuy hòa bình và ổn định là một trong những đặc điểm nổi bật của thế giới sau chiến tranh lạnh, nhưng ở nhiều nơi trên thế giới vẫn diễn ra tình trạng nội chiến và xung đột. Và điều này càng trầm trọng hơn nữa khi chúng phát triển trở thành chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa khủng bố. Sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn nhân loại về một mối đe dọa mới trên toàn thế giới. Nhiều nơi vẫn diễn ra tình trạng ly khai, xung đột, tranh chấp lãnh thổ và tất cả những vấn đề này đều có căn nguyên từ trong lịch sử, vì vậy rất khó để giải quyết. 4 là, từ những năm 90, thế giới đã chứng kiến xu thế toàn cầu hóa phát triển ngày càng mạnh mẽ. Toàn cầu hóa, trong bài học trước chúng ta đã được học rất cụ thể, là một xu thế phát triển khách quan. Và đối với các nước đang phát triển, toàn cầu hóa là một thời cơ và cũng đem lại những thách thức rất lớn của các nước, để các nước có thể vươn ra, bắt kịp và phát triển mình cùng với xu thế phát triển chung của nhân loại. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về 4 xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh. Nhân loại bước vào thế kỷ 21, nhiều khó khăn cũng như là thuận lợi được đặt ra. Vì vậy, các dân tộc và các nước trên thế giới cần phải tranh thủ những thời cơ thuận lợi để đưa dân tộc của mình ngày càng phát triển hơn nữa. Như vậy là thầy trò chúng ta đã tìm hiểu xong về nội dung của phần lịch sử thế giới hiện đại trong chương trình lịch sử lớp 12. Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ sang phần lịch sử Việt Nam. Thân mến và chào tạm biệt các em.